tối ngày 5 tháng 6 năm 2022, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ bảng C của vòng chung kết giải U23 châu Á đã khép lại với tỷ số 1-1. Đây có thể được xem là một kết quả bất ngờ đối với U23 Hàn Quốc, đội được đánh giá rất cao ở bảng C vì sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã có một trận đấu cực tốt cả về mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Kết thúc trận đấu, cầu thủ Vũ Tiến Long trở thành ngôi sao sáng khi có cú nã đại bác ở phút 83 của trận đấu, qua đó mang về một điểm đầy quý giá cho U23 Việt Nam. Sau bàn thắng ấy, cái tên Vũ Tiến Long được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, đằng sau màn ăn mừng đầy cảm xúc ấy là những câu chuyện vô cùng đặc biệt từ cầu thủ 22 tuổi này. Vũ Tiến Long sinh ngày 4 tháng 4 năm 2000 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Hiện anh đang là cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội. Mang trong mình niềm đam mê bóng đá, vì thế từ nhỏ anh đã tập luyện bóng đá một cách vô cùng chăm chỉ. Năm 10 tuổi, Vũ Tiến Long đã từng được nhận vào trung tâm đào tạo trẻ Viettel. Thế nhưng, khi bước vào tập luyện với đội trẻ của Viettel, Tiến Long lại bị từ chối. Tưởng chừng như việc bị một trung tâm đào tạo uy tín gạch tên sẽ khiến cho Vũ Tiến Long bị nhục chí, mất đi niềm đam mê. Nhưng anh đã làm điều ngược lại. Cầu thủ sinh năm 2000 tiếp tục cố gắng tập luyện và xin thử việc ở đội trẻ Hà Nội vào năm 2013. Sau 2 tháng miệt mài cố gắng, Tiến Long đã chứng minh được năng lực của mình và được nhận vào đội trẻ Hà Nội. Việc được nhận vào đội trẻ của Hà Nội mở ra một trang mới trong sự nghiệp của Tiến Long. Thế nhưng vẫn đang tiếp tục không buông tha anh. Tại trận đấu ở vòng loại giải U15 quốc gia năm 2017 giữa Thanh Hóa và Hà Nội, Tiến Long ăn mừng phấn khích trước khu huấn luyện của Thanh Hóa sau bàn thắng quyết định của U15 Hà Nội. Màn ăn mừng ấy đã khiến cho ban huấn luyện của Thanh Hóa nóng mặt. Anh đã bị huấn luyện viên của U15 Thanh Hóa thời điểm đó là ông Lê Hồng Minh dọa cắt gân chân. Ngoài ra, sau trận đấu đó đã bùng lên một cuộc chiến giữa Thanh Hóa và Hà Nội, khui ra một loạt vụ gian lận tuổi khiến cho U15 Hà Nội bị loại khỏi giải đấu. Cũng chính trong năm 2017, trong lúc truyền thông đang chú ý cho những bê bối của Tiến Long ngoài sân cỏ, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã quyết định gọi Long lên đội tuyển U15 Việt Nam và trao cho anh tấm bằng đội trưởng tại giải U15 Đông Nam Á. Đáp lại sự tin tưởng đó, Tiến Long đã vượt qua những khó khăn, chứng minh năng lực của mình bằng việc thi đấu cực tốt và góp công lớn để giúp cho toàn đội giành chức vô địch. Với khả năng chơi bóng tinh quái và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, Tiến Long đã được nhiều huấn luyện viên so sánh với Đình Trọng. Ở giải U23 Đông Nam Á 2022, Vũ Tiến Long đã thi đấu cực tốt và để lại những dấu ấn đậm nét. Thấy được tiềm năng của trung vệ sinh năm 2000, vào những phút chót, huấn luyện viên Park Hang-seo đã điền tên của Tiến Long vào danh sách dự SEA Games 31. Đáp lại niềm tin tưởng, dù thời gian ra sân không nhiều nhưng Long luôn thi đấu tích cực mỗi lần được trao cơ hội. Và khi đến vòng chung kết U23 châu Á này, Vũ Tiến Long thật sự đã bước ra ánh sáng, khẳng định mình với người hâm mộ đá Việt Nam. Dù chỉ là trận đấu ở cấp độ U23, tuy nhiên pha ghi bàn vào lưới đội U23 Hàn Quốc có thể được xem là một trong những pha lập công để đời của Tiến Long. Quan trọng hơn, bàn thắng này đã mang về một điểm cho đoàn quân của huấn luyện viên Gong Okun và cánh cửa để đội U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng đang rất rộng mở. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.